Xin chào tất cả mọi người, lại là cô Giang đây. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn với anh Andy Vũ. Và mình sẽ mang giày sang cho anh ấy clean. Tại vì đôi Sakai của mình hôm trước thì mình đã làm đổ cà phê lên rồi. Hơi lâu rồi, không biết là nó có giặt ra không nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi sang đưa giày cho anh Andy Vũ. Đi sang xem cái studio mới của anh ý mới làm lại. Và đi ăn. Xong rồi ở cuối mình sẽ chèn cho mọi người xem một số clip mà bọn mình đi chơi hồi nghỉ dịch. Ok, let's go. Nhìn chán đời vậy. The fuck? Hello, tôi không giỡn, tôi đâu không giỡn các bạn. Tôi mới rồi. Vô. Ờ, đâu? Ở bên dưới mới là xây lại đúng không? Ừ. Ủa, mới mua thêm giày à? Ôi. Má, nguyên cái bông. Cắt đi. Nguyên cái bông. Trời, hôm nay mình thổi chơi các bạn, tối mình lại khí công đó. Hôm trước làm cái gì mà lộn Santo vậy? Bên tế này nè. Đá một cái bình thường á là anh đá vậy đúng không? Ừ. Mà anh té, mà anh thấy mang boxing nó đá cái chân trụ, anh đá mà mạnh quá anh té luôn, và đá đồng đen cùi luôn. Rồi em quay á, không coi. Anh gì vậy? Anh em kiếm chỗ gì anh ơi? Giày nó bị đổ cà phê lên cái chỗ cái lưỡi á. Sakai á. Ừ. Bên đây nè. Đây nè. Đâu? Ừ, này á. Rồi thôi, đụng máy này thua luôn rồi. Em đổ hồi nào? Mấy hôm trước. Ok, để chà thử rồi mình tính sau. Ok. Dạ thì mình giật ra coi nó ra được nhiêu không. Mà chắc nghĩ không ra hết đâu. Mà thôi em lỡ rồi. Hôm nay không ra em lấy cà phê em đổ bên đây luôn rồi cho nó. Có lại bố. Cho nó giống ốc quay, cho nó nhàn vàng giống. Ừ, đây là. Ơi, hôm nay sạch sẽ gọn gàng rồi đấy. Ừ. Trời ơi, nay là còn dơ á, tại anh đang ngồi chơi á, biết em qua lên đây quay là anh làm lãng con. Phải như thế này nó mới chân thật. Sao đồ của anh sạch quá rồi, anh có bao giờ đi không đấy? Đi về là vệ sinh liền. Tại sao? Tôi có shop mà. Đôi giày của em đúng bẩn luôn. Rồi, tháo luôn em. Mượn cho một đôi dép ra. Giày mới hả? Đúng rồi, mới mua, chưa có mặt trên thị trường. Này kỳ vẫn chưa có cái ngày mà để ra mắt luôn. Tôi có chứ. Tại sao? Tại vì mình là người nổi tiếng. Ai có thích cấp. Tôi được thích cấp rồi các bạn. Mỗi lần em qua là thấy nó khác. Không như lần này em qua em thấy nó gọn. Lần trước em qua là em thấy nó tà lè. Nhiều lắm, mới mua quách vợi luôn á. Mấy sao con giấu mà tiền để đâu cho hết. Lúc em chưa ăn qua là chưa có mấy thằng này luôn. Chưa có thằng này. Không, có kia rồi. Có rồi. Này đúng không? Thằng kia, thằng dây hồng, dây xanh á. Star is born. Có thằng này, chưa có này. À ừ, không có cái đôi màu đỏ, không có nó màu cam luôn. Chưa có này. Là... Chưa có này. Trong vòng nửa năm anh mua mấy chục đôi giày. Hôm qua em qua cũng không có cái này luôn. Ừ, chưa có. Là em qua cũng không có cái này. Không, cái con mặt hồng hồng kìa. Có cái con mặt hồng hồng. Có. Này đó thôi tụi mình chơi chung. Thôi. Không cần đâu. Bự lắm rồi. Ừ, đừng. Nó không giờ đói ăn rồi á. Ừ. Anh muốn ăn gì? Gì cũng được. Anh đừng nói câu gì cũng được đúng không? Gì cũng được. Gì không được là cái món khó vãi đái. Ăn đồ nướng cái này em nhậu quá anh bị viêm họng á. Ăn đồ nướng. Ủa em ơi. Em ơi cái tóc. Ủa thì sao đẹp má. Ôi giời ơi tóc kia đẹp không vợ ơi. Tóc này nhìn như mấy bà giống như ế lâu năm á. Ủa em cái tóc thiệt luôn mà. Ủa chứ cái tóc giả. Ủa sao em thật mà. Tình đúng không? Thích cái gì. Thích
tình đúng không? Dăm ba cuộc tình vớ vẩn. Dăm ba thằng đàn ông quá nặng tình quá mà. Nặng tình là thằng nào? Nặng tình là thằng nào? Thằng nào tức là nặng tình? Trong lòng anh biết coi chứ em nặng tình ai anh đâu biết được. Anh biết em nặng tình. Nhất là nặng tình với anh. Ok, ừ em cắt tóc tại anh á. Tại anh em cắt tóc. Mà ăn gì? Anh bảo không ăn đồ nướng đúng không? Ừ. Không ăn đồ nướng rồi. Khó vậy, ăn lẩu. Hồi em ăn lẩu đâu vậy? Em kiếm chỗ thì anh đang ăn lẩu anh. Hôm qua giờ anh nhậu quá. Anh đi bà Duyên anh uống quá, hút quá. Hôm qua, hình như hôm qua ở bên đấy có. Hôm qua ở bên đấy có gì nhỉ? Có chiếu phim. Phải chiếu phim không? Có chiếu cái gì lên tường anh đâu có coi đâu. Anh hút phép vô anh nhức đầu quá, anh ngồi anh chơi luôn, đâu có coi. Ok. Ăn lẩu gì? Anh muốn ăn lẩu gì? Em chả biết lẩu gì cả. Anh muốn ăn kiểu hay đi lao, hay đi lao. Trời chết mẹ luôn. Manua. Manua. Không biết nữa. Bình thường. Không, hơi. Không bằng hay đi lao à? Rẻ hay đi lao một tí. Đi ăn cũng được. Hay là ăn phu tông. Thì ăn chỗ nào bình thường thôi ha. Ở để em lên mạng xem hôm trước mới tìm. Có một cái quán gì mà nhìn như là Hồng Kông bên hông Chợ Lớn. À chắc là hủ tiếu kế mẹ mình này. Sườn. Thôi thôi kiếm mấy chỗ kia ăn đi. Anh đi anh mang dạy xuống chỗ đó làm đi. Ok. Bây giờ mình sẽ ngồi. Ngồi tìm đồ ăn. Quay rồi. Cẩn thận không ngã nha. Rồi ok. Sao nhìn thật lên thầy nhìn lùn đi chú. Hưng thú style. Hưng thú đâu rồi? Hưng thú về chặt tay rồi. Chúng tôi đang đi ăn gà. Gà. Gà món giòn. Món là hết là 394.000 các bạn. Ăn hết tất cả đêm nay, với lại mình có một cái sở trường là ăn gà 365 ngày đều được. Mình là khách hàng 5 sao của McDonald's cũng như là Burger King. Đây là những món bọn mình sẽ ăn ở Bon Chong. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn chè. Chè sầu riêng, ý phương, ý phương. Sầu riêng hả? Có cái không sầu riêng không? Có luôn. Ok. Chè Thái đi. Chè Thái, ý phương. Chè Thái thì bên trong nó có cái gì? Bên trong nó có cái gì đó giống cái chè mà mình không biết. Còn lại thì thấy có sầu riêng ở trên đây. Ok. Rồi chẳng qua mình ghiền sầu riêng thôi, chứ phải ghiền chè. Nên mình kêu này. Anh ăn được sầu riêng hả? Được, ăn quanh xác luôn. Mạnh xác. Xin chào mọi người, lúc nãy quên không quay. Bây giờ phải quay. Thì bọn mình đã đi về rồi và anh Vũ bận, thế nên là đã đi về. Anh Vũ bận đi chốt design áo. Anh ấy sắp làm áo. Thế nên anh ấy đã đi với bên xưởng thì phải. Anyway, sau đây thì mình sẽ chèn cho mọi người xem một số clip mình đi chơi với anh Vũ hồi dịch. Nếu mọi người thích video này thì hãy like, share và subscribe để đến với những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi Sala. Sala. Đi mua Sala. Đi Sala. Mua Sala. Về mai nấu ăn. Quên một lời hẹn với các bạn rồi. Nhưng mà tay anh bận rồi. Có đâu, mai đặt rồi. Mai. Hồi nãy mới ủi cho bông, sắp đặt cho bông rồi. Nhà xe đó hả? Ừ, ủi sắp cho bông. Mình phải chạy ghê. Một cái đùng.
giờ có đi đâu đâu. Em còn đi dép. Dép hả? Ừ. Rồi, em đi dép được thoải mái. Mua mạc xong cưới con nữa. Cô đừng có đưa bà giỡn cái tình cảm đâu nha. Ai đưa lên tình cảm của anh? Tiếu dở lắm. Chạy xe chậm nhưng mà cũng cạnh. Tôi không hiểu. Đi đâu rồi? Đi với các anh bên độ xe.